chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Kawasaki ZX-10R đẹp rạng ngời mà không chói ló. Kawasaki ZX-10R là cái chiếc superbike hàng đầu của hãng xe Nhật Bản, được chào nặng với một body góc cạnh sắc bén, đem lại một cái khối động cơ là vượt ngưỡng 200 lực, khiến em nó luôn là cái tên đáng ngại nhất trong cái trận tranh đấu tốc độ. Trang bị cho con chiến mã một bộ cánh màu xám nhám là cực kỳ chất, dàn đầu hiếu chiến với bộ kính chắn gió Miracle Racing, khoác chân kiến latex và đôi mắt mảng xà thuần tí. Cái cụm ghi đông mang tính công nghệ cao với trang bị cái cụm phanh của Rainbow Rossi, bình dầu Eden, bao tay Dino, cái cụm công tắc Dukabai cao cấp, dàn chân cơ bắp đi kèm với mâm Osef Racing, hệ thống chèo upside Hollin FCA và bộ đĩa kép của Rakitev, dàn âm thanh quy lực thể hiện qua bộ ống xả Arabic Full System, hệ thống treo sao Hollin được điều chỉnh bằng điện tử và một cái bộ cắp sao thừa kế từ cái mẫu xe MotoGP, đem đến người xem một con chiến mã đầy công nghệ tối cao mà các fan phân khối lớn đang thèm muốn. Huyền thoại hai thì Kawasaki Kip 1/10 trong bản độ là cực chất đến từ Thái Lan. Nói về đất nước Thái Lan trong cái việc độ xe thì có lẽ ai cũng phải nghĩ đến ngay những chiếc xe được độ phá cách. Ngoài phong cách là nhiều màu sắc sặc sỡ thì Baker Thái còn nổi tiếng trong việc độ lại những dòng xe gần như là tuyệt chủng. Điển hình là chiếc Kawasaki 1/10 dưới đây. Phần chủ đạo cho dàn ghi đông xe tập hợp những đầy đủ các món ăn chơi. Cái cụm tăng tốc cào cào, Taycan CRCCB, cụm công tắc đồ chơi kèm đó là tay thắng của Rainbow Bridge. Cái cụm nồi zin đã được giữ nguyên thủy bởi đầy đủ những chức năng. Cận cảnh Taycan CRCCB, cái cụm tăng tốc đồ chơi kết hợp cùng vaccine cũng khá tiện lợi. Tay thắng của Rainbow Bridge kết hợp hài hòa chiếc bình dầu đồ chơi Alien trong suốt. Cái cụm tăng cào cào cùng với dây ga Thái cho hành trình dây ga gút ngắn hơn và hỗ trợ cho việc bứt phá nhanh hơn. Việc sử dụng cái heo của Rainbow Bridge với logo Rainbow màu đỏ đặc trưng tạo cái điểm nhấn, nhưng không bao giờ giúp cho xe rất an toàn hơn rất nhiều khi phanh gấp. Cái đĩa thắng của Carbon cũng khá đẹp, kết hợp cùng với tán đĩa 7 màu Titan, phát heo được CNC cũng khá hài hòa. Cái cụm thắng sau được trang bị heo Rainbow Bridge kết hợp cùng ngắt dầu và phát giữ dầu Active. Việc trang bị niềng nhôm bản nhỏ đặc trưng thường thấy cho những chiếc xe độ Thái Lan, dàn chân nhớ gọn giúp giảm đi trọng lượng cho chiếc xe yêu rất nhiều. Cái khối động cơ hai thì với trái tim là cực kỳ khỏe mạnh. Một chiếc Kawasaki Kip có thể cho hơn 30 mã lực nếu can thiệp vào phần động cơ, còn một con số mà những thủ khác phải e dè nếu muốn so kè cùng với nó. Hệ thống ống xả hai thì DBS Carbon, cái họng của Titan kết hợp cùng với cổ bô titanium cho cái màu sắc là sặc sỡ nó bật, âm thanh thì xé tan màn đêm. Gấp nhôm sao siêu nhẹ đến từ của Lumium chắc rất nổi tiếng từ nước Thái Lan. Nhôm sinh đĩa 7 ly siêu nhẹ thực sự tạo một điểm nhấn nhẹ cho cái dàn chân mỏng manh này. Nếu cầm cương con xe này, các bạn có dám hết tốc độ cho em nó không? Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.